Xin chào quý vị các bạn. Trên hình bạn thể thấy đây là bảng main của Samsung Galaxy Tab A T285 với phần chân sạc được hàn chết trên bo mạch chủ của máy như này. Đây là chân sạc của máy. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần chân sạc pin của Samsung Galaxy Tab A T285 sạc chập chờn, sạc được lúc không, cần một địa chỉ thay mới chân sạc, sửa lỗi hỏng chân sạc trên Samsung Galaxy Tab A T285. Vì các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99, di động qua cấp.vn sẽ thay mới chân sạc, sửa lỗi hỏng chân sạc trên Tab A T285 quý vị các bạn, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới chân sạc, sửa lỗi không nhận sạc pin trên Samsung Galaxy Tab A T285, quý các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.